bà cái tiệm tông từ nâng chi rực dân bọc kê bọc ai bà bình cầm hồn phân rồi hô ta đo khai khả ná tam bất nuôi dự rực dân bông rồi này sọ bà rư nâng dự chân ngò là dự tam đàn giảm mạch bà rò mà nè đà chìa bọn pro bàn lùi dự rực dân bông pro mạc cát rùn ấy đà bàn tốc nơi tiết bươi đà quạt chân mọc bì khăn ông bình tục vấn mình khơi màn mọc đâm con rìa bật hạt đi thân hình phân bình đàm bây tam rô rực dân đà bọn pro dọc tới bàn nụ bà hát ca phép á sư mùi cọng lùm bình là hô đọc hai cả nà cả rồi nè cái lãng ca phí bình liêm mong bình buôn nằm phê pram nè tí ngay tì pram khai tổ lá chạm phí bọn đọc lòng phí thật nữ tạm lâu bề tông chất băng tà mát khăn ông phùm sống búa sống cắt nằm cao khăn nằm cao rì thịnh lùm bình bộ rõ đạt bàn bạc dục dục rực dân bóng bọc luôn bạc đào liên bóng cô áo mẹ ca phép á lý nguyên chú mùa cấm rọt tà nà phê pro dụ xam sắp rầm bay chân mục đồ bộ mình bật bật cót sẵn nơi chìa mùi bộng bộ khăn ông bà rây bị phục thâm ấy phùm sống búa sẵn cắt nằm cao khăn nằm cao chôm nay bộng bộ đà trừ ông mà cài lùi dấu rực dân từ bộng cô ở phía bà ái mình chìa mùa cầm hưng phê bộ ở dụ hà sắp rồi mùi chân nằm sẵn nơi phùm khăn ông bà rây bị phục thâm ấy bàn bà bạc đăng thá nơi bì lìa màu bà rộng bà nâng xam sắp rạm thì tìm bước thang ngay kì bà rạm khai tàu la chăm bì bọn đọc bà bì rút quát bàn phát dọc sao rồi dốn tới tạp luôn cả nạp bươi đạp quát bàn mốc xong lùi quát màn bàn chi liệt bươi nút bò rồi bò quát bàn dọc rồi dốn quát chênh tập bắt nợ bươi đạp quát màn khơi rồi dốn bàn tê tử sắp tư bà đăng sử mặt cách công rệ dụ bật hát ở rịch thịnh bằng quỳnh ao chuối tam rồi dốn rồi bò quát đà trời bò quát dọc tập bắt mạ lùi xí ea ếch bây rồi xám bò sko các bạn đi cả hỏi cầm lăng ở vật hạt bàn bạc vật tham miền đất chuyên khăn lớp bàn cầm phong bác nơi ái khai cản đà vừa nút quát ao thang mặt cách đền tám kho đất chuyên nút một cổ ở phía ai nhạc lăng sử mặt cách bàn ở đằng tháng đòi miền cả đền tám đất chuyên khăn lớp nút vừa ao bà rác đà chỉ nẹ bạc bộ đất chuyên nút miền phiệp phật phây khăn biết mình bàn chốc ao sử mặt cách xua non một tí hỏi cục bàn bác rốt trang thật tương tức bộ kê bộ ai tại mình một câu ai thường thường tí lúc một đòi chúng nó chết bằng tài mạc khăn ông sống cắt sống cao khăn sống khăn sống cao bà sống cắt sống cao sống tục bạn tự bốc chìa mùi nâng một tô con bấy đạt bạn bạc chân phi cả ra sáng bạn đọc bì mà xuống chồng luôn bày can dục tự bạc chạy đón vừa là chân mốc của trời dân khăn lớp bạn một bốc quát bằng nào ai thật lẹ bà thật lẹ bì hỏi được dân lúc bạn bốc tình nâng can bì mà xuống bằng nào ai chế được dân giang sân thô sân thư hai cục ban hai rực dân tức mùi cướng rồi bỏ sẵn là khăn cao bằng bằng lúc tế chia sầm nà cọ rực dân khăn lưới chùi mình bàn tì rùa chè ọc mình xóa hai nhạc bạc bố bàn khuất luôn bàn phim liềm này bà hỏi là đứng ở khăn bộ phòng bộ bỏ quả năng thư trợ bàn ở át ca khăn cao bà khuất bàn khuất luôn trong này rực dân năng cư bộ cổ lõi mình chạy rực dân luôn bật tay tích tì ở hỏi rồi lùi bỏ rồi chúng bỏ bỏ cái này bà hết một dạng đã bà hai bà thật chạy vô tầng nồng tay chạy vô tầng bạc đôi lập bong bật phẹt này quạt chạy tầng tình xoài nốt hay nghe chìa vòng bà hay bà anh bà tư lùi tư tầm một ông chạy nâng ạ bà sân dịp bạc hay chìa quạt mình chạp ở rõm ná ai bàn dù bà tay đi quạt lùi tầng bạc chẳng bỏ bỏ người mình phây hơi quạt mình đang thạp ôn quạt đông thần này nà chứ nhẹ vô chạ hay tiếp sau lúc về xả mặt tới cách đánh hai cô để chụp tới gặp thắc nhom ôn pro tới được người có quạt phay bệnh đã cắt khứ à lấy rồi vậy vậy tịch là chỉ phay thở hào bà miền này miền sao sao là chợ ăn không ta khăn tha rụt chân môi rồi bán tịch có chia sầm nang lo đây để quạt bàn bạc bọc cái bông nắng tại ấp miền này nè cô thân nã đào lại chủ chi vật đó nè sao sầm nang lo quạt bàn bọc bọc kỳ đây bà ơn tê bà ơn là lợi dương cho đường khang cái nhà đại gia nào tên non bà chào tranh vì đây thân hiệp nông phanh mong vai ram ở lục sài từ tết sang chung từ càn khai bằng tiền miền tây chả chào sảng cắt sài tê sảng cắt bòi bẹt được bạc cân bạc sảng cua chiết rong cà ri cún rương sầm ram oyster cột cần lai miền châm nát cả chả chào sáng cắt đầy tí, sáng cắt bòi bẹt chả một bì cả nạp bạc sáng cụ chiết cầm bông rong cà rì côn bì bà chìa bồ rọt rương sầm rám xoay sơ cục cần lãnh miền châm nạt cá tốc ao sầm rám cô nâng trao giang ả nạ thập bà tay bạc bò đò sọc hiệp nâng cà rụt nữ rồi bọc bọc ôn bà chìa bồ rọt
គិតតែអង្គុយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្ទះនិងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាស់បានរិះគន់ថាចៅសង្កាត់ស្ដីទីថ្មីប៉ោយប៉ែតមកពីបកសង្គ្រោះជាតិលោកកងសុខឿនពុំមានវិធានការនឹងមិនគិតគូពីបញ្ហាសម្រាមនោះឡើយទោះជាក្រុមហ៊ុនប៉ោយប៉ែតចាស់ cleaner ចារមានអសកថា PPC ប្រមូលឬមិនប្រមូលសម្រាមក្តីក៏ចៅសង្កាត់ម្នាក់នេះហាក់ដូចជាមិនអើពើទុកឲ្យកោបន្សល់ស្អុយរលួយជាច្រើនថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាមជាច្រើនត្រូវបានចោលយ៉ាងរាយប៉ាយតាមដងផ្លូវដូចជានៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវ Golden ស្ទូត្រីនិងតាមផ្លូវនៅមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់កន្លែងក៏កំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងជះក្លិនយ៉ាងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋបានបន្ថែមថាកន្លែងខ្លះຕົກចោលរយៈពេល10ទៅ15ថ្ងៃនឹងកន្លែងមួយចំនួនទៀតຕົករយៈពេលជាង1ខែហើយក្រុមហ៊ុនមិនទាន់មកប្រមូលផងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនប៉ោយប៉ែត cleaner រួមទាំងមន្ត្រីបរិស្ថានក្រុងសូមយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋផងជាពិសេសលោកកងសុខឿនចៅសង្កាត់ទីស្តីការសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋបានស្រឡាញ់និងបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យគួររឿងសម្រាប់នេះចា៎សូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអូនឈ្មោះអូនបាទខ្ញុំឈ្មោះបងអូនទីដែលនៅប៉ោយប៉ែតបាទបាទជាមុនខ្ជុំមុនខ្ជុំមកសម្រាប់កាលច្រើនទៅចាំទៅដល់ពេលខ្ជុំហើយក៏អត់មានក្រុមហ៊ុនមកយកដែរហើយយកតែយកអត់អស់ຕົកចោលនឹងរហូតមកដែលធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់មកអុយបងស្អុយជះក្លិនដល់អ្នកនៅចិត្តចិត្តរបស់វាប៉ាល់ផងឲ្យអុយរុញច្រើនហើយដាក់មុតលូញទៅស្ទះឲ្យជាជនដាក់បារនៅបងប្អូនដល់ក្រុមហ៊ុនជួយមកយកឆាប់ឆាប់ផងព្រោះអីវាប៉ះពាល់ដូចជាក្លិនស្អុយនឹងវាជះមកតាមយើងនៅទីនឹងយើងរូបបាយហូបទឹកអីវាប៉ះពាល់ដល់រុយអីទៅបែងទៅផងទៅអីចឹងវាធ្វើយើងបាទប៉ះពាល់ដល់ជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប៉ះពាល់ចិត្តខាងរុយផងតកូវផងពេលពេកភ្លៀងឡើងតកូវវាចូលផ្ទះពូបាទបងមានការជឿនេះដល់ក្រុមហ៊ុនចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងកុំឲ្យຕົកយងអញ្ចឹងឲ្យត្រឹមមួយអាទិត្យទៅចុះមិនបានដល់5ថ្ងៃក៏មួយអាទិត្យមកយកម្ដងព្រោះអ្នកចិត្តខាងនេះស្អុយប៉ះពាល់ច្រើនបាទអូនចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកកងសុគឿនចៅសង្កាត់ទីចាស់ស្ដីទីសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតបានប្រាប់ថាមិនមែនអាជ្ញាធរសង្កាត់មិនគិតគូរនោះទេគឺមានការប្រជុំជារៀងរាល់ខែតែនៅហាក់ដូចគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះដោយខាងក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ប្រាប់ថាផ្លូវដែលចូលទៅទីលានចាក់សម្រាមនោះនៅឆ្ងាយនិងមានភក់ច្រើនដូច្នេះពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកសឹមសុខៃតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ោយប៉ែត cleaner ប្រាប់ថាមូលហេតុនៃការយឺតយ៉ាវដោយបងប្អូនបានរិះគន់មកនេះគឺបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នានៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតធ្វើឲ្យផ្លូវដែលចូលទៅយកចាស់ចូលយកសម្រាមទៅចាក់នោះមានភក់ជាប់នៅឆ្ងាយនិងមានពេលខ្លះរថយន្តត្រូវរអិលធ្លាក់ប្រឡាយក៏មានលោកបានបន្តថាកន្លែងចាក់សម្រាមដែលមានផ្លូវជាប់ភក់នៅស្ថិតនៅសប្ដថ្ងៃនេះមិនមែនជាទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនទេគ្រាន់តែជាទីតាំងបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺនៅភូមិទួលពងរសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតតែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការតវ៉ាមិនអោយយកសម្រាមមកចាក់លោកបានសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិច្ចប់សម្រាមកុំដាក់សម្រាមរែកប៉ាយដើម្បីចាស់ជួយសម្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនធ្វើការប្រមូលបានឆាប់រហ័សចា៎បាទរឿងសម្រាមនៅប៉ោយប៉ែតបាទរឿងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអាជ្ញាធរឬក៏ហៅថាចៅសង្កាត់ថ្មីរបស់បក្សប្រជាជាតិអ្នករចនាបាទជាធម្មតាហើយគេថាបាទចៅសង្កាត់ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរគឺជាអាណាព្យាបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាអីគាត់ពុំមានដំណោះស្រាយតែតែមានការរិះគន់មិនថាមកពីបកណាបកណីទេបាទហើយក៏លោកមោឌីថាខាងមកបកប្រជាជនក៏ចឹងដែរបើសិនជាគាត់មានចំណុចខ្វះខាតអសមត្ថភាពប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងរិះគន់បាទហើយដល់ឡែកចំពោះរឿងនៅប៉ោយប៉ែតដែលទើបតែកើតឡើងនៅថ្មីនេះផងដែរតាក់ទងទៅនឹងសម្រាមស្អុយរលួយដែលរាប់ថ្ងៃរាប់ខែបាទហើយបើតាមក៏ដឹងពីជារដ្ឋក៏ថាគឺ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃឬកន្លែងខ្លះមួយខែទើបមានក្រុមហ៊ុនសម្រាមគាត់មកប្រមូលចឹងធ្វើឲ្យអាក្លិនហ្នឹងវាស្អុយបាទស្អុយរលួយជាឥទ្ធិពលដល់សុខភាពជារដ្ឋ
chẳng hãy bàn chìa vào rốt quật rì cùn. Bà hãy tui giang ná cô bởi ta ca ác án rì vô ca lượng lãng rồi bỏ lúc cháy sạc cắt. Bà lúc cháy sạc cắt bồi bát chung mùi chế lừa ở cái nhà con sạc khuyên. Chạc con sạc khuyên. Bà lúc con sạc khuyên của bàn bà tham. Rưu nâng cư rưu sẩm ràm nâng cư nguyên ca bà chung rò khai hỏi rưu bà nhà hà nâng. Bà tái hạ đôi chìa khám miên bà sạc thiệp. Bà đôi sao tái bà chung hỏi nơi đà đá cổng hôn quật ở đâu được toàn tháp tối xa vì ở đâu riêng hay phải ngay chẳng bị bạc không cả đặc dịch chùn và chẳng tôi chia bị bạc giờ nào cả đó không niêm như chia nhà thâu như tôi tại đâu vị trí đó sai ở khan tại bàn bà công mình nói tục trao đó đó soi đồ lúa to tam miền cả được quần hói bàn quạt dọc hạt phao tham một đi một nục chẳng bà sân chỉ quạt đơn tham miền bà nhà hai quạt cua để thua chẳng mệt cua ta châu ở bạc bà chúng nằm nằm đọc chìa vọt thà xong ca dựng dùl chẳng tơ đời xa bánh hà chá bánh hà chó trong chìa vọt trâu tay với chọc ở xa bát dạng đi dạng đi tốc đại dạng đi đạm bây nghi xưa ở cổng hôn quạt màu dâu chẳng tơ và bất tế đời xa tay quạt đời chìa mình thư miên ở thà xa cam phiệp thư ở chìa vọt quạt đi con chóng chóng tay mất đồng và hơi bởi tệ tôi tên xàm ràm đi kháng ở cổng hôn cleaner và hai cơm hôn bôi bạc cleaner PPC nâng của quạt bàn lược lăng đã thả khi mình nằm nằm mình chọn xong ạ tế bật tay phương mách vào play của vị của bác liêng của liêng hơi ở tình tăng trạng xâm ráng của chai chẳng quạt bị bạc tại tôi chia quạt cái thả bị bạc giả nạc đáy rồi mình đang thả chỉ hẹt phòl bất rưu của mình bất rưu của chia ca dọc lê giả nạc đáy rồi hả vấy đòi xa tại quạt vừa ca dọc bạc chân ngủ vì rồi ạ chẳng có tới tới miền chấm nát ca dạng nà rù mùa cổ miền bánh hà dạng nà có tới tới rộng đồng lọc sài rù gô ca rồi chung bị phía xa khía chùm mùi ở rọt tà bạc khai rọt tà bạc khô mây chẳng tờ đàm bây tha rộng vị trí đọc sài dạng nà không ai xâm ráp tục toa xoay đồ lùi toa ta miền chìa vọt quạt ưu côn quạt ở bạc bạc qua đó là luôn hói bán quạt ở bạc bù lạc bạc đưa cho thua đưa cho nơi xây nụ phía nhà đại chân à tệ tố tên nâng cổng hôn th đào cái nhà đắng á, xin lỗi các con bò sầm ạt sầm ram tham ấy chung mua gì, KMW chắc này, KSMW là chia con hôn của bò sầm ram tham ấy, nơi hàng khay xin lỗi cho bên phía con hôn sinh tri, vừa đặt con miền bánh há quạt, bắp chia bọt liềm thạt, xô mao chia bọt, mì ta dục dỗ ruồi quạt chia con hôn bò sầm ạt sầm ram tham ấy chống tay tầm miền chuẩn mực quạt khát khát, chống xô mao chia bọt mì ta với cho bài bàn sạt bát đang bây nghỉ xuống đó là hàng cầm muốn quạt chỗ từ dầu bà thưa bạn đang chắc chắc chưa bao quạt đằng chắc quạt mình là quạt mình ở rì quân rì cô quạt mình miền ở quay đặt rơi ở mưa nghe rì quân đó là cầm hôn rì cô đòi nhà thơ thế đi bà tại tông đôi chi rì nó hàng bơi qua trong sự không tha tôi cho nó sự không ta quạt đỏ xài thì cho bà con ở lấy vô cho rì